Arena of Valor. Minions will be deployed in 3 seconds. Prepare to engage. Solo mọi người thấy mạnh dạn chưa? Anh solo để tập múa lao riêu. Nãy chiến công đầu như ảnh nhường mình sao? Tại vì lúc đó ảnh còn có cái anh chơi fly này ảnh nhường mình, tới lúc đó là mình còn có lửa cái máu. Vui thế chưa? Phải múa rắc cho mọi người. Hai lùi về không máu. Ui gì vậy? Muốn rách thật sự. Cái kiểu này chắc không thắng nổi mọi người. Gì ảnh à? Mấy gì có, mấy gì có người yêu ấy. Mình quên cái tên à. Ui trời, người ta lên tới đây mà mọi người đâu không dám. Không chạy nổi luôn mọi người. Nãy giờ mới cầm hòa được cái nãy giờ muốn xỉu rồi. Bây giờ máu lẹ nè. Trời ơi. Giữ chút thể diện. Kinh khủng. Mua gắt quá, gắt quá. Chẳng biết lên đồ gì, bình thường người ta tiến lên mấy cái đồ như nào. Ui mình hết rồi. Không có gì. Ui.
chắc ảnh ra mạng thôi, chứ nếu không là ảnh cứ giữ lính như vậy đây là chắc là mình thua tới chục mạng luôn ấy. Mọi người không thể tin được là solo thắng được một lần, không biết có phải anh nhường mình không ạ? Thì mình nhắc hả? Nhường. Anh này anh nhường mình thiệt luôn ấy. Hoàng lệ nha mọi người. Ủa sao phải hết hoàng lệ? Từ cho chút chuyện hả? 3 phút 12 kết đi. Anh không nhường mà anh quýnh cái gì? Quýnh gắt như vậy mà còn quả là không nhường. Đi lên cái giày kiên cường của mọi người, tại vì ảnh choáng lâu quá mình chẳng muốn được quá. Ui nữa nhiều nữa cắt thế rồi tăng chủ luôn. Nhé, ok. An enemy has been defeated. Thua thêm bài. Ôi.